Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua các chương trình liên kết tiêu thụ sản phẩm của nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa tại thị trường trong nước. Theo Bộ Công Thương, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã góp phần nâng cao sức mua trong nước, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn đã được thực hiện và một số đã đi vào hoạt động, góp phần nâng cao sản lượng và chất lượng nhiều sản phẩm công nghiệp. Việc xây dựng các mô hình liên kết của các hội, hiệp hội, các địa phương với thành phố lớn giữa các doanh nghiệp trong việc sử dụng sản phẩm của nhau làm nguyên liệu sản xuất đã thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước, đẩy mạnh phát triển thị trường nông thôn, miền núi, hải đảo. Đây cũng là nhân tố góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện cái chương trình triển khai cái đề án phát triển hàng Việt và cũng gắn với xây dựng các điểm bán hàng Việt thì chúng tôi đánh giá là đây là một cái hoạt động rất là tích cực trong cái thực hiện cái đề án. Và rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là qua cái 29 điểm bán của giai đoạn này thì ta thấy rằng là kết quả rất là tốt. Các cái điểm bán hàng Việt đã trưng bày và bán các cái hàng Việt vừa dễ thấy, dễ nhìn và các cái sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận một cách rất hào hứng. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, những kết quả đã đạt được sau một thời gian triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn cả nước đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý theo sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các doanh nghiệp thì đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam không phải là một giải pháp mang tính chất tình thế mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài với mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của mỗi người dân. Đồng thời, sản xuất ra nhiều hàng Việt có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước. Bên cạnh đó là xây dựng được một hệ thống phân phối hàng Việt vào các kênh phân phối một cách chặt chẽ và hiệu quả. Cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đó là một cái hướng đi rất là đúng. Cả về phía các cơ quan quản lý, cả về các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Công ty đã tham gia rất là nhiều các chương trình, điển hình như là các chương trình mà hàng Việt về nông thôn hoặc là những cái chương trình mà tại tỉnh nhà mà tổ chức riêng biệt về để mà phát triển các cái ngành nghề của tỉnh thì công ty đã tham gia. Và thực tế qua những cái chương trình đó thì công ty cảm thấy rằng là đây là một chương trình rất là thiết thực. Đây là hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng là khá ổn, là tất cả các doanh nghiệp thì khi mà chúng tôi tham gia các chương trình này thì được sự hưởng ứng của người tiêu dùng rất là nhiều và cái sự tin cậy của người tiêu dùng qua những chương trình như vậy càng ngày càng cao hơn. Để thực hiện cái chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì bây giờ là các doanh nghiệp Hà Nội là sản xuất ra những mặt hàng rất là chất lượng mà giá cả rất là ổn rồi, còn xuất khẩu đến rất nhiều nơi. Thế nhưng mà nếu mà vào được hệ thống tiêu thị này thì tôi nghĩ rằng là nhân dân bà con của mình chấp nhận mà lại được dùng những cái sản phẩm rất là tốt, chất lượng. Nếu như thị trường trong nước mà chúng tôi phân phối hàng tốt mà có nhiều đơn vị các siêu thị mà đến mua hàng thì chúng tôi nghĩ đấy là một cái tốt nhất. Bởi vì công cước vận chuyển nó không đáng kể. Chứ đi ra ngoài thì tìm được đối tác nhưng mà vận chuyển nó rất là lớn. Thì cái đấy là cái mà doanh nghiệp cũng đang rất là trăn trở. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, Bộ Công Thương đang tích cực triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với nội dung chính là tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối, giúp hàng hóa của doanh nghiệp có thể vươn xa hơn nữa. Và cùng với đó, các doanh nghiệp cần chủ động hơn nữa, nắm bắt các cơ hội và chính sách của nhà nước để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm giá thành sản phẩm. Qua đó, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.